Hà Liên xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là thứ hai, ngày 3 tháng 4 năm 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC sáng hôm nay, Hà Liên xin kính mời quý vị theo dõi. Phần 1 là bản tin quan trọng trong ngày. Trong phần 2 là bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua và IV News. Để mở đầu, Hà Liên xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Trump tuyên chiến với phe bảo thủ của Đảng Cộng hòa. Ngày 30 tháng 3, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích nhóm dân biểu bảo thủ thuộc đảng Cộng Hòa sau sự thất bại của dự luật chăm sóc sức khỏe AHCA, đồng thời cảnh báo sẽ chống lại họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới nếu những dân biểu này không ủng hộ các chính sách của tòa Bạch Ốc. Trên Twitter, Tổng thống Trump đã gọi các thành viên thuộc khối tự do trong Hạ viện Freedom Caucus là kẻ thù tương tự như các dân biểu và nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ. Ông nêu rõ, Khối tự do Hạ viện sẽ đe dọa toàn bộ chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa nếu họ không nhập hội. Chúng ta sẽ chống lại họ và phe Dân chủ vào năm 2018. Trước đó, Tổng thống Trump đã buộc phải rút dự luật AHCA vào phút chót trước giờ bỏ phiếu khi nội dung của văn kiện không thể giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ bảo thủ thuộc khối tự do trong Hạ viện. Nhóm gồm 30 thành viên đảng Cộng hòa cực hữu, vốn phản đối mạnh mẽ AHCA để được thông qua. Đây được xem là thất bại nặng nề đối với Tổng thống Trump trong nỗ lực bãi bỏ và thay thế Obamacare, di sản chính quyền Barack Obama. Theo giới phân tích, khối tự do trong Hạ viện từ lâu được xem là cái gai trong mắt của giới lãnh đạo đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, trong 8 năm dưới thời Tổng thống Obama thuộc đảng Dân chủ cầm quyền, những khác biệt của nhóm này với các nghị sĩ Cộng hòa khác đã phần nào bị kiềm hãm. Rõ ràng, với việc đảng Cộng hòa kiểm soát cả tòa bạch ốc và quốc hội lưỡng viện, những khác biệt về quan điểm đã một lần nữa trỗi dậy. Nếu nhóm các nghị sĩ cực hữu này lựa chọn không hợp tác với chính quyền của Tổng thống Trump, kế hoạch liên quan đến chính sách và thuế của Tổng thống Trump sẽ gặp khó khăn. Do đó, ông Trump có thể sẽ cần tìm kiếm các lá phiếu của đảng Dân Chủ để những chính sách của ông được thông qua. Theo The Hill, trên Twitter, ông Trump nêu đích danh tên nghị sĩ Mark Meadows, chủ tịch nhóm bảo thủ cứng rắn Freedom Caucus của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cùng hai thành viên nổi bật khác trong nhóm, với mục đích sỉ nhục những người này vì đã khiến ông thất bại ê chề trong nỗ lực bãi bỏ Obamacare. Đồng thời, đe dọa sẽ trừng phạt những nghị sĩ bảo thủ dám chống lại các lãnh đạo đảng Cộng hòa. Freedom Caucus chính là một trong những nhóm nghị sĩ có tiếng nói quyết định khiến đảng Cộng hòa phải rút Trumpcare khe ngay trước khi trình lên Hạ viện bỏ phiếu hồi tuần trước. Trước đó, nhóm này đã rất tích cực ủng hộ Trump nhằm bãi bỏ Obamacare, thậm chí đã dành nhiều tuần thảo luận với Tổng thống và Tòa Bạch Ốc để soạn thảo Trump Care. Tuy nhiên, Freedom Caucus rốt cuộc không hài lòng với dự thảo Trumpcare cuối cùng, bởi họ muốn nó phải có các điều khoản bảo thủ hơn nữa. Nhóm này muốn Trumpcare phải có hiệu lực càng nhanh càng tốt, không cần phải đợi đến năm 2024. Đồng thời, muốn cắt bỏ các lĩnh vực y tế bắt buộc phải có bảo hiểm như khám thai, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em sơ sinh, điều trị nghiện rượu, nghiện ma túy, vốn được quy định trong Obamacare. Khi các đòi hỏi này không được đáp ứng, Freedom Caucus tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại Trumpcare. Đảng Cộng Hòa chỉ hơn Đảng Dân Chủ khoảng 20 phiếu tại Hạ Viện, trong khi nhóm Freedom Caucus có hơn 60 thành viên. Thế nên, các lãnh đạo đảng Cộng Hòa hiểu rõ rằng khi không có được sự ủng hộ của Freedom Caucus, Trumpcare sẽ không bao giờ được thông qua tại cơ quan lập pháp này. Theo USA Today, nhóm Freedom Caucus là một nhóm nghệ sĩ gần như bí mật tại Hạ Viện Mỹ bởi họ không bao giờ công khai danh tính của khoảng 66 thành viên toàn là nam giới của mình. Nhóm này được thành lập vào năm 2015, khi một số nghị sĩ bảo thủ cho rằng Ủy ban nghiên cứu đảng Cộng hòa thuộc Hạ viện đã trở nên quá lớn và không đủ mức bảo thủ. Họ quyết định tách ra và thành lập Freedom Caucus. DeSantis, một trong những thành viên sáng lập của Freedom Caucus, mô tả tôn trị của nhóm là tìm cách cất lên tiếng nói của những người giận dữ với việc Washington DC không đại diện cho giá trị của mình. Đây cũng chính là lý do nhiều thành viên trong nhóm ủng hộ Trump hết mình trong giai đoạn tranh cử và thời gian đầu của nhiệm kỳ, bởi họ cảm thấy Trump có cùng nguồn gốc kẻ ngoài cuộc chính trị như mình. Meadows, chủ tịch Freedom Caucus, cũng là một trong những người ủng hộ nhiệt thành Trump. Ngay từ đầu chiến dịch tranh cử và cả hai cũng thường xuyên đàm luận, trao đổi với nhau. Tuy nhiên, các nguồn tin đội bộ Tòa Bạch Ốc cho biết, trong những cuộc thương thảo về Trump khe tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump dường như không hiểu rõ tác động của việc bãi bỏ Obamacare tới lá phiếu cử tri, mà chỉ muốn dự luật của mình được thông qua càng sớm càng tốt. Meadows và các thành viên chủ chốt của Freedom Caucus đã cố gắng làm cho Trump hiểu rằng Trump kia có thể ảnh hưởng trực tiếp tới lá phiếu cử tri bầu cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã thất bại, trong khi Trump, người luôn tự xưng là bậc thầy điều đình, cũng không thành công trong việc vận động các thành viên Freedom Caucus bỏ phiếu cho dự luật của mình. Cuộc chiến ngầm Sau khi Trump khe chết yếu, ông Trump ban đầu không đổ lỗi cho Freedom Caucus, nói rằng ông không bị phản bội và các nghị sĩ bảo thủ vẫn là bạn bè của tôi. Trump chỉ nói rằng ông thất vọng vì dự luật không được đưa ra bỏ phiếu tuyên bố đây là quãng thời gian khó khăn đối với các thành viên Freedom Caucus. Thế nhưng chỉ hai hôm sau, Trump thay đổi quan điểm, bắt đầu lên tiếng chỉ trích Freedom Caucus. Ông tuyên bố trên Twitter rằng, nhóm nghị sĩ bảo thủ này đã chuốc lấy thất bại từ chiến thắng. Freedom Caucus sẽ gây tổn hại đến toàn bộ chương trình nghị sự của đảng Cộng Hòa nếu họ không chịu hòa mình vào tập thể. Chúng ta phải chống lại họ và đảng Dân Chủ vào năm 2018, Trump tuyên bố. Các thành viên Freedom Caucus ngay lập tức phản pháo thể hiện sự giận dữ vì Tổng thống lại gây sự với họ đúng vào thời điểm đảng Cộng hòa đang nỗ lực để vượt qua thất bại đầy cái đắng hồi tuần trước. Hầu hết mọi người đều không thoải mái gì với việc bị bắt nạt, nghị sĩ Justin Amash, thành viên Freedom Caucus tuyên bố. Cách này có thể giúp một đứa trẻ lớp 5 đạt được mục đích của mình, nhưng đó không phải là phương thức hoạt động của chính phủ Mỹ. Các thành viên Freedom Caucus cũng khẳng định rằng họ thực ra đã giúp Trump khi nhấn chìm Trump khe tại Hạ viện bởi các cuộc thăm dò cho thấy dự luật này chỉ được nhận được sự ủng hộ khoảng 17% dư luận, và nó thậm chí còn không nhận được sự hậu thuẫn của nhiều thành viên ôn hòa trong đảng Cộng hòa. Donald Trump, Freedom Caucus đã sát cánh với ông khi những người khác tháo chạy. Hãy nhớ bạn bè thật sự của ông là ai? Chúng tôi chỉ đang cố giúp ông thành công. nghệ sĩ Raul Labrador, thành viên Freedom Caucus, bị Trump điểm mặt chỉ tên, nhấn mạnh. Theo các chuyên gia phân tích, việc Tổng thống Trump trút nổi giận dữ vì thất bại của Trumpcare và các thành viên Freedom Caucus sẽ chỉ làm xấu đi mối quan hệ giữa tòa bạch ốc và các nghị sĩ bảo thủ tại hạ viện, nơi đầu tiên thông qua dự luật do Trump đề nghị, trong đó có những vấn đề quan trọng như kế hoạch cải cách thuế hay kinh phí để xây dựng tường biên giới với Mexico. Một khi Trump gây chiến với Freedom Caucus, đảng Cộng hòa có nguy cơ đánh mất lợi thế đa số tại hạ viện khiến nỗ lực của các lãnh đạo đảng này nhằm phê chuẩn đạo luật ngân sách liên bang để giúp chính phủ không bị đóng cửa trước hạn chót 29 tháng 4 càng trở nên khó khăn gấp bội. Theo bình luận viên Robert Singer của US News, Trump nên nhớ bài học lịch sử rằng chính Freedom Caucus là động lực khiến Chủ tịch Hạ viện John Boehner phải từ chức vào năm 2015, cho rằng Boehner đã thỏa hiệp với Tổng thống Obama Freedom Caucus đã phản ứng quyết liệt với ông và đe dọa sử dụng việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa như một công cụ đàn phám. Bonner sau đó đã chịu khuất phục và buộc phải tuyên bố từ chức trước sự cứng rắn của Freedom Caucus. Nếu Trump vẫn muốn tuyên chiến với cả phe cánh hữu và cánh tả trong Hạ viện, thật khó để tưởng tượng các dự luật của ông sẽ được thông qua như thế nào tại Quốc hội. Viễn cảnh chính phủ Mỹ bị đóng cửa trong 100 ngày đầu nhậm chức của Trump là hoàn toàn có thể xảy ra, Slash Singer nhấn mạnh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin quan trọng sáng nay của Good Morning Washington DC do VATV DC News thực hiện. Hà Liên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc khai trương SPTNDC News Studio. Chương trình văn nghệ chủ đề trả lại cho dân với nhạc sĩ Trúc Hồ và ca sĩ Mai Thanh Sơn cùng sự góp mặt của ca sĩ Lilian. Chương trình sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày thứ Bảy 22 tháng 4 2017 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Mọi chi tiết xin liên lạc Bích Phượng 703 5763 hay Destiny Nguyễn 8048688933. Quý vị có thể mua vé tại Hùng Hoàng Thơ 703-623-9301 hay Thẩm mỹ Việt Ngọc Minh. Thông báo nhà Việt Nam trân trọng thông báo. Các lớp khai giảng trong năm 2017 tại 308 Hillwood Avenue, Fortress, Virginia 22046. Lớp guitar và trống từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 trưa Chủ nhật. Học phí 70 Mỹ Kim cho năm Chủ nhật. Lớp thái cực đạo, học viên từ 8 tuổi trở lên giờ học từ 6 giờ đến 7 giờ 30 chiều thứ hai thứ tư và thứ sáu học phí 30 Mỹ Kim mỗi tháng lớp toán và Anh Văn từ lớp 1 đến lớp 8 giờ học 6 giờ đến 7 giờ 30 chiều học phí 60 Mỹ Kim mỗi tháng mọi chi tiết xin liên lạc nhà Việt Nam htd at gmail.com 2406882024 2404018698 2507. Thông báo Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa Miền Đông Hoa Kỳ xin thông báo đêm trùng dương hội ngộ. Giả dạ tiệc của Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa Miền Đông Hoa Kỳ đêm trùng dương hội ngộ sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 4, 2017 tại nhà hàng Harvest Moon Fortress, Virginia. Phần văn nghệ với ca sĩ Cát Linh, Trung tâm Asia và các ca sĩ địa phương. Hội trưởng Nguyễn Văn Thành trân trọng kính mời xin liên lạc. 7034738068 Mỗi năm chỉ một lần tại Teletron Vendors Direct like Excel, bán lẻ với giá sỉ trực tiếp từ hãng sản xuất trả góp đến 60 tháng không tiền lời. trăm Niccoliti, 100% made in Italy, 95 đồng mỗi tháng. Grand Bed Temperped, 130 đồng mỗi tháng. Ghế Inanda Greenway làm tại nhập tốt nhất thế giới, 147 đồng mỗi tháng. Nhưng hãy đến sớm trước khi ghế Inanda tăng giá thì lựa chọn mua lại niệm cũ 500 đồng để quý khách đổi lấy niệm cứng chống đau lưng Amante 100% Italy, warranty 20 năm, niệm Reflex Flexon cựu bầm ngựa Italy 150 đồng một tháng, Sony 55 in 448 đồng từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3, 100 khách đầu tiên mỗi ngày được mua hàng đặc biệt thứ sáu lò gas 2 đồng, thứ bảy bếp điện 2 đồng, chủ nhật nồi cơm điện 2 đồng, thứ hai cutting board 2 đồng. Vendors đầy hắc hộp thủy tinh 5 cái 2 đồng nồi kho tổ 3 đồng, máy xa hành tỏi 7 đồng, lẩu 2 ngăn 9 đồng, xe mua dược thảo Korea 3 chai 16 đồng, spin mớp vào nhà 20 đồng, nồi cơm điện 10 cấp Tiger 58 đồng. Teletron, Watson, DC, Eden Center 7032378999 7032378999 Nhà hàng Nha Trang nổi tiếng nem nướng Ninh Hòa, bánh canh cá, lẩu đồ biển, mì quảng, cơm tay cầm, bánh ướt thịt nướng, gỏi cuốn, bò lúc lắc, nước mía tươi, có lai xanh bia và nhiều món ngon đặc sản miền Nam mở cửa mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu từ 10 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối và thứ bảy và chủ nhật từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối có nhận credit card tọa lạc tại Eden Center, địa chỉ 6757 Wilson Boulevard, Fort Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703 534 1657